Cái này là mình sẽ chuẩn bị phần tỏi nha. Mình có hai loại tỏi. Thường thường những cái loại tỏi nhỏ nhỏ như thế này á, là tỏi ta cả nhà. Tỏi ta thì nó sẽ ngon hơn nha. Còn cái loại tỏi bự này chắc là nó không ngon bằng đâu. Bây giờ thì mình sẽ làm sạch tỏi nha. Đây là cái nguyên liệu mà cần thiết để làm nên cái món mà tỏi ngâm mật ong nha. Và kế tiếp đó là mình chuẩn bị mật ong. Mình có một cái chén và bây giờ mình sẽ đổ mật ong nha. Cái mật ong này là cái mật ong mà mật ong nguyên chất nha. Khi mà mình làm cái tỏi mật ong này thì mình sẽ ngâm theo cái kiểu mà một một nha. Ví dụ như là một tỏi thì sẽ là một mật ong. Bên mình sẽ có nửa chén mật ong thì mình sẽ tương ứng với nửa nửa chén tỏi nha cả nhà. Bây giờ thì mình để mật ong đây và mình sẽ đi làm sạch tỏi nha. Có một cái lưu ý về tỏi là mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết là khi mà mình sử dụng tỏi á, mình muốn cái tỏi này nó có hiệu quả tốt hơn đấy, thì chúng ta sau khi mà chúng ta chế biến ấy thì chúng ta sẽ làm sạch tỏi và chúng ta đập dập nha, và chúng ta để ngoài không khí á, khoảng 15 đến 20 phút nha, để cho cái tỏi này này nó phản ứng với cái môi trường bên ngoài và cái không khí á, thì cái chất ở trong tỏi nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nha. Cái phần này là mình đã đập dập rồi. Nếu như mà mọi người mà muốn dễ ăn ấy thì có thể là sắc nhỏ ra một tí để mình ngâm cho nó dễ thấm mà mau được ăn hơn nha. Ví dụ như là mình làm cái tỏi ngâm mật ong này thì trong trong vòng là thường khoảng 3 đến 5 ngày là chúng ta đã sử dụng được rồi. Và chúng ta nên sử dụng trong vòng 3 tháng thôi nha. Chứ chúng ta đừng có sử dụng để lâu quá thì nó cũng không có cũng giống như là cái gì cũng vậy, có mình để lâu quá là nó hay bị hết hạn sử dụng á, vì cái sản phẩm nào nó chỉ có một cái mức sử dụng nào đó nhất định cố định thôi nha. Đây mình đã đập dập rồi này. Sau khi để dập như thế này là khoảng 20 phút thì mình mới mang đi mình ngâm nha. Và đây là cái phần tỏi mà mình đã băm ra nha. Băm sơ sơ, không có băm nhuyễn quá. Trước hết là mình đập dập nha. Và mình băm ra cho nó vừa vừa nhuyễn nhuyễn như thế này này. Một cái lưu ý đặc biệt là khi mà mình làm cái tỏi ngâm mật ong này á, thì cả nhà mình nhớ sử dụng cái chai sành nha. Cái chai thủy tinh á, để mình ngâm nha. Mình tránh sử dụng chai mà chai mổ, chai nhựa ấy là nó sẽ không có tốt nha. Đây mình đang tận dụng cái chai này là cái chai sành á. Vì cái lượng mật ong và cái lượng tỏi của mình ít nên là mình sử dụng cái chai này nó nhỏ. Cái phần tỏi này mình để ở ngoài không khí đã 20 phút rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ dồn vào trong chai này trước nha. Rồi, mình đã dồn tỏi vào nhá. Được nửa chai cả nhà. Cái chai này là khoảng 180 ml nha. Rồi, sau khi mà dồn tỏi vào thì bây giờ mình sẽ đổ mật ong nha. Mình sẽ đổ mật ong vào cái chai này. Khi mà sau vài ngày á, cái phần tỏi và mật ong của chúng ta nó sẽ bị sủi bọt á. Cho nên là các bạn đừng 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 có đổ quá nhiều nha. Đừng có đổ đầy quá nó sẽ tràn lên á. Các bạn có thể để lưng lưng tới đây thôi. Mình đã chừa ra một khúc như thế này này. Mình chỉ đổ đến đây này. Để cho cái lượng khí, lượng bọt á, nó sủi lên á, nó sẽ không bị tràn lên á. Rồi. Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng bằng đồ sành, đồ sứ ấy. Mà nếu mà cả nhà mà có cái chai thủy tinh mà miệng rộng thì tốt hơn nha. Tại vì khi đó mà mình xúc ra, xúc vào, mình xúc tỏi, xúc mật ong nó sẽ dễ hơn á. Còn cái này của mình nó nhỏ thì mình có thể sử dụng muỗng nhỏ thôi nha. Cả nhà lưu ý là đừng để đầy quá nha. Vậy thôi. Và chúng ta đậy nắp lại. Chúng ta sẽ sử dụng 3 đến 5 ngày sau đó nha. Và sử dụng trong vòng 3 tháng. Cái phần tỏi này này, tỏi ngâm mật ong này này, nó là một cái vị thuốc nhá. Tuyệt vời, nó trị bệnh và làm đẹp da rất là hiệu quả. Mình sẽ chia sẻ ra trong cái video ở phần sau nha cả nhà.
Khi nói về tác dụng của tỏi ngâm mật ong thì nó có những cái tác dụng tuyệt vời như sau. Thứ nhất là nó sẽ cải thiện cái tuần hoàn máu này. Thứ hai là nó sẽ ổn định về huyết áp. Và tiếp theo là nó sẽ kiểm soát cái lượng cholesterol xấu và giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, trị ho và giúp phục hồi nhanh các bệnh như là cảm lạnh hay là cảm cúm. Và đặc biệt nó còn giảm cái triệu chứng của cái việc mà viêm loét dạ dày hay là viêm loét tá tràng nha. Như chúng ta đã nói ở trên thì tỏi ngâm mật ong là một cái bài thuốc quý, nó khá là nổi tiếng, nó giúp cải thiện sức khỏe và đã được rất là nhiều người sử dụng thành công. Tuy nhiên thì không phải cái thời điểm nào uống cái tỏi ngâm mật ong này nó cũng có cái tác dụng hiệu quả. Mà nếu mà muốn có tác dụng hiệu quả thì các bạn phải biết cái thời điểm nào là các bạn nên uống nó sẽ tốt nhất nha. Cái thời điểm mà các thành phần dinh dưỡng có ở trong mật ong và tỏi nó được phát huy á, được tất cả những cái lợi ích mà nó mang lại là vào sáng sớm nha cả nhà. Khi mà mọi người mới thức dậy thì vào mỗi buổi sáng ấy, bạn chỉ cần uống trực tiếp một thìa, tức là một muỗng đó, cái tỏi mật ong này trước khi chúng ta ăn sáng khoảng 15 đến 20 phút nha. Nếu mà cảm thấy hơi khó uống ấy, thì bạn có thể hòa cùng cái tỏi mật ong này với một cái cốc nước ấm để chúng ta uống nó có dễ dàng hơn. Ngoài ra thì khi mà uống cái hỗn hợp tỏi mật ong khi mà bụng nó đói á, chưa có gì á, thì nó sẽ giúp cơ thể hấp thu các chất một cách tốt hơn nha. Hoặc bạn cũng có thể dùng buổi tối này, sau bữa ăn và trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. Cái lúc này nè, cơ thể nó đã tiêu hóa gần hết cái lượng thức ăn nên nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ cái mật ong tỏi này dễ dàng hơn nha. Cũng không quá gần giờ đi ngủ, khiến cho các cơ quan trong cơ thể phải hoạt động với cái cường độ cao hơn. Và với cái cách, với cái phương thức sử dụng như thế này ấy, thì các bạn nên duy trì liên tục trong vòng 7 ngày nha. Sau đó chúng ta sẽ ngừng lại từ 2 đến 3 tuần rồi chúng ta lại tiếp tục sử dụng 7 ngày tiếp theo. Kiên trì như vậy thì các bạn có thể cảm nhận được những cái thay đổi cực kỳ rõ rệt về cái sức khỏe của mình nha. Và sau đây là mình sẽ nói về những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái tỏi mật ong này nha. Thứ nhất là chúng ta không sử dụng cái hỗn hợp này cho trẻ em mà dưới 1 tuổi. Bởi vì cái mật ong ấy nó có thể gây ra một số tổn thương dạ dày rất là nghiêm trọng. Người ta thường gọi là ngộ độc sơ sinh ở trẻ em đó các bạn. Nguyên nhân là do các bào tử vi khuẩn có thể có trong mật ong ấy, nó kích thích đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Vì trẻ dưới 1 tuổi cái hệ tiêu hóa của chúng khá là non nớt nha. Thứ hai là chúng ta dùng tỏi ngâm mật ong cho những người mà bệnh, không dùng cho những cái người mà bệnh huyết áp thấp này, bệnh tiểu đường này, phụ nữ có thai, người mới phẫu thuật, người bị xơ gan và rối loạn tiêu hóa và dị ứng với các thành phần có ở trong nguyên liệu trong cái món này nha. Và tiếp theo là chúng ta, như mình đã nói ở khúc đầu, là chúng ta nên bảo quản cái tỏi mật ong này ở trong chai thủy tinh nha, để ở những cái nơi mà râm mát tránh ánh sáng ạ. Cái nhiệt độ của nó chỉ khoảng 20 đến 25 độ C là tốt nhất nè. Nếu mà bảo quản tốt, bạn có thể sử dụng hỗn hợp này cũng khá là lâu. Hoặc là bạn có thể bảo quản tỏi này trong tủ lạnh. Tuy nhiên thì cần lưu ý là không nên bảo quản tỏi ngâm mật ong số lượng lớn ở trong tủ lạnh quá lâu nha. Bởi vì cái nhiệt độ thấp ý, nó sẽ làm cho cái mật ong tỏi của chúng ta biến chất nha. Và không dùng khi mà chúng ta cảm thấy cái tỏi ngâm mật ong này là nó có hiện tượng là giống như là nó đổi màu này, hay là nó có cái mùi vị gì đó là lạ so với cái mùi vị ban đầu ấy, thì chúng ta không nên uống nha. Nó sẽ làm cho chúng ta có thể là có những cái triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa đó, rất là nguy hiểm nha. Và chúng ta chỉ nên dùng mật ong tự nhiên nguyên chất. Cái loại này thường có màu hổ phách hoặc là nâu đen. Nó hơi dính nhất nhớt vị ngọt thanh. Nói chung là chúng ta chỉ nên sử dụng cái mật ong nguyên chất thôi. Vì thường thường ở thị trường ấy, mình thấy là có khá nhiều cái loại mật ong, nhưng mà mật ong họ pha đường á các bạn. Nên là mình, nếu mà mình làm cái tỏi ngâm mật ong này thì chúng ta cố gắng chúng ta kiếm được những cái mật ong nguyên chất để chúng ta sử dụng nha.